hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Ngày Trở Lại, tác giả Nguyễn Ngọc Ngạc, qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Kỹ thuật thu thanh và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Theo đúng lời dặn trong thư, Nhàn không cho ai biết chuyến về thăm của em gái. Mặc dầu đây là lần đầu tiên Hải trở lại Việt Nam sau gần 10 năm xa nhà. Nhàn cùng chồng ra phi trường đón, rồi đưa Hải đến thẳng khách sạn. Ngồi trên xe, sau những câu thăm hỏi có tính cách thủ tục, Nhàn bảo: "Mày tính như thế đâu có được. Đã về đến đây thì dù bận đến đâu cũng phải tạt qua nhà đã. Tao và anh Thắng thì chả nói làm gì, nhưng còn hàng xóm láng giềng, bao nhiêu người quen. Rồi người ta biết mày về mà không ghé nhà, tao muối mặt, chả biết ăn nói làm sao. Anh Thắng thì dọn cho mày cái phòng riêng rồi, mua cái tấm đệm mới tinh rồi lại quạt máy nữa, bao nhiêu tiền?" Thắng chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng trên quãng đường khuya lởm chởm ổ gà, chỗ tối chỗ sáng. Anh ân cần tiếp lời vợ: "Ừ, phải đấy Hải ạ. Chê nhà anh chị chật chội thiếu tiện nghi thì cứ việc ở khách sạn, nhưng ít ra cũng phải về ăn với anh chị bữa cơm. Nhân tiện để anh chị mời hàng xóm luôn thể. Từ dạo Hải đi ai cũng hỏi thăm." Hải lơ đãng đưa mắt nhìn hai bên phố im lìm, quan sát những đổi thay của thành thị cũ từ ngày Hải bỏ đi. Những công trình xây dựng mới ngạo nghễ đứng bên cạnh những căn nhà ọp ẹp lâu đời, làm nổi bật cái giàu và cái nghèo tương phản một cách lộ liễu. Chờ Thắng dứt lời, nàng mới tiếp: "Anh chị cứ cho em vào hotel nghỉ đêm nay đã, rồi mai tính." Nhàn hiểu ý em. Nhiều điều Hải không muốn nói trước mặt anh rể. Mặc dầu cả Thắng lẫn Nhàn đều hiểu rõ hoàn cảnh và tâm trạng của Hải. Nhàn vội đổi đề tài, hỏi em gái: "Này, có buồn ngủ không? Hơn 2 giờ sáng rồi đấy cô ạ." Hải đang dựa người vào vai chị, vội ngồi thẳng lên và nói: "Anh chị buồn ngủ chứ, em đâu có buồn ngủ. Giờ này bên em là giữa trưa, với lại em ngủ nhiều trên máy bay rồi. Chỉ có điều là bên này nửa đêm rồi mà vẫn còn nóng quá." Thắng đáp bâng quơ: "Tháng này là mát rồi đấy, tại Hải đang ở xứ lạnh chắc quen rồi." Vào đến khách sạn, Hải mở hành lý, đổ tung hết ra giường, lấy quà trao cho vợ chồng Nhàn: áo quần, mỹ phẩm, thuốc tây, băng nhạc cùng nhiều thứ lặt vặt khác dồn chung vào một cái vali, bảo Thắng xách về một mình, còn Nhàn thì ngủ lại hotel với Hải để hai chị em tâm sự nhiều chuyện riêng tư. Hải bảo anh rể: "Sáng mai anh không làm gì thì lại đây ăn sáng với em rồi đón chị Nhàn về luôn, còn nếu anh bận thì cứ ở nhà, chị Nhàn đi taxi về cũng được." Thắng khệ nể xách vali ra cửa, lòng lâng lâng sung sướng đáp: "Mai anh chả làm gì cả, anh xin nghỉ vài hôm để đón Hải mà. Anh mượn luôn xe của công ty, Hải có cần đi đâu ấy thì anh đưa đi. Thôi thế này độ 9 giờ sáng mai anh đến." Hải vịn cánh cửa đáp: "Thôi thôi chắc em chả cần đi đâu đâu. Mà hễ anh chị rảnh thì anh chị cứ tới đây chơi với em, lúc nào cũng được. Thôi anh về đi nhé, mai gặp anh." Chờ Thắng ra khỏi, Hải khép cửa cài then, rồi lấy quần áo vào buồng tắm. Nhàn đứng giữa phòng, đưa mắt nhìn quanh từng góc cạnh. Nhàn chưa đặt chân vào khách sạn bao giờ, cho nên cái gì cũng thấy lạ mắt. Nàng tiến lại cửa sổ, vén tấm màn trắng đục, nhìn xuống con đường thưa thớt xe cộ trước mặt, và lần đầu tiên cảm nhận được nỗi quạnh hiu của những người bộ hành trong đêm khuya. Hải từ buồng tắm bước ra, mặc chiếc áo ngủ sát nách dài đến gót và đầu quấn tấm khăn trắng dày cộm. Nàng leo lên giường, kê hai cái gối, ngồi tựa lưng vào vách. Nhàn nhìn em một chút, thấy rõ Hải lúc này có lẽ phải lên đến hơn 5 kg. Đôi cánh tay tròn đầy trắng muốt,
khác xa dạo còn trong nước. Nhàn leo lên theo, ngồi song song bên cạnh. Hải quay sang hỏi: Chị có cần tắm không? Lấy quần áo của em mà mặc. Nhàn lắc đầu: Khỏi, tao mới tắm ở nhà. Mày lúc này mập ra, chắc tao mặc quần áo của mày cũng không vừa đâu. Cũng may là mấy bộ đồ tao may sẵn cho mày, tao đo rộng rộng hơn một chút. Chắc mày mặc đẹp lắm á, để mai tao mang cho. Hải gật đầu: Vâng, em mập hơn hồi ở nhà. Ai ra nước ngoài cũng lên cân cả, chứ không phải mình em đâu. Nhàn nhận xét: Nhưng mà tạng như mày là vừa lắm rồi. Hồi đó thì ốm quá, cứ như là sắp chết đói. Bây giờ như vậy tao thấy đẹp lắm, đừng có nhịn ăn nữa nhé. Hải cười. Nhưng mà ở ngoại quốc người ta chỉ mong ốm thôi, càng ốm càng tốt. Người mẫu thời trang cô nào cô đấy gầy đét như cái tăm. Rồi Hải nghiêm mặt chuyển đề tài. Nếu chị không cần tắm thì mình bàn chuyện. Nhưng mà chị lấy quần áo của em thay ra đi, nằm cho nó thoải mái. Nhàn xua tay: Khỏi, lát nữa tao thay cũng được. Hải thở mạnh rồi nhập đề. Chị à, em về chuyến này không phải để thăm nhà. Chị biết rồi, em đã nói với chị mấy lần trong phone trước khi em về. Chị liệu liệu lời mà giải thích cho anh Thắng. Chứ không thôi mới buồn em. Em cũng dặn chị mấy lần trong thư và trong điện thoại. Chị đừng cho ai biết là em về, hỏng việc của em đấy. Nhàn nhíu mày ngắt lời, giọng hơi gay gắt: Tại sao lại hỏng việc? Tao chả hiểu mày tính cái gì. Thằng chồng thì về đây lấy vợ bé cả năm nay. Tao thì tao biết hết chỗ ở của chúng nó, báo cho mày biết. Bây giờ thì mày chỉ việc tới tận nơi bắt quả tang ba mặt một lời, lôi thẳng thằng chồng về. Có thế là thôi chứ cứ làm gì mà lung tung. Mày ngại đi một mình á, thì anh Thắng với tao cùng đi với mày. Mày là vợ chính thức, có hôn thú, có con với nhau. Tại sao lại không đến gặp công khai, làm ầm lên cho chúng nó xấu hổ? Việc gì cứ úp úp mở mở, rồi không dám gặp chúng nó thì mày về đây làm cái gì cho nó tốn tiền mà lại còn mệt xác. Hải biết chị gay gắt với mình, một phần vì Hải nhất định không chịu về ở chung với Nhàn, nại cớ là cần chỗ kín đáo. Hải về Sài Gòn mà không về nhà, tất nhiên vợ chồng Nhàn sẽ cảm thấy xấu hổ với hàng xóm. Đó là lối suy nghĩ thường tình của bất cứ gia đình nào có thân nhân từ ngoại quốc về thăm. Hải cũng biết như thế, nhưng nàng có lý của nàng. Đầu óc nàng đang ngổn ngang trăm mối, có vui gì đâu mà gặp lại những người quen biết chung quanh. Nàng thản nhiên bảo: Em về đây cũng không phải để đánh ghen. Nhàn chán nản hỏi lại bằng giọng gay gắt hơn: Mày bảo mày về không phải để thăm nhà, cũng không phải để bắt ghen. Thế mày về để làm cái chó gì? Mua vé máy bay về chui vào khách sạn nằm ngủ à? Hải gỡ tấm khăn trên đầu, quăng mạnh sang cái ghế bên cạnh. Nàng lắc lắc mấy cái, rồi luồn bàn tay lên mái tóc ướt và nói: Chị để từ từ rồi em nói. Bây giờ em hỏi chị, địa chỉ của ông ấy chị có nắm chắc không? Nhàn trố mắt nhìn em. Hả? Địa chỉ của ai? Của thằng Nhã chồng mày à? Lại còn không chắc. Tao và anh Thắng đi ngang đó hàng ngày, còn chụp cả hình nữa. Hải gật đầu: Vâng, chị có gửi hình hai đứa chúng nó qua cho em. Em còn để trong bóp đây này. Cái nhà đó ông ấy mua hay mướn chị có biết không? Nhàn đáp: Làm sao tao biết được. Tao chỉ biết là nó với con bồ sống ở đấy, với một bà người làm. Nhà riêng rộng lắm, sáng mai tao đưa mày đến. Hải nhoài người nằm xuống và thản nhiên nói: Em đến làm cái gì? Em chỉ cần chị cho em biết chắc địa chỉ của ông ấy là được rồi. Nhàn nén tiếng thở dài, khá lâu mới run run nói tiếp: Thế mày không muốn bắt ghen à? Thế thì mày hỏi địa chỉ chúng nó để làm cái gì? Để viết thư năn nỉ à? Tao không hiểu nổi. Tao thì tao thấy thế này: đến bắt tại trận, rồi kéo chồng mình về, bảo thằng chồng mày phải dứt khoát với con kia. Nếu nó không nghe thì ly dị. Tao nghe nói ở nước ngoài ly dị dễ như trở bàn tay, có phải không? Không ở được thì ly dị. Mày còn trẻ, lo gì? Đừng có chần chờ. Tuổi cứ mỗi ngày một lớn, mình là đàn bà, mình thiệt thòi chứ đàn ông họ có mất cái gì đâu. Hải vói tay tắt bớt ngọn đèn ở đầu giường, rồi quay lại nói: Em không có tính chuyện ly dị. Nhàn thất vọng không nói nữa. Chị em xa nhau gần 10 năm, tính tình và cách suy nghĩ không còn giống nhau chút nào nữa.
Nhàn không hiểu nổi em gái mình muốn gì trong nghịch cảnh cay đắng này. Giá cứ như ngày trước thì Nhàn đã đùng đùng nổi giận và quát ầm lên rồi. Nhưng bây giờ thì Nhàn không dám quát, bởi chị em lâu quá mới gặp lại. Và nhất là bởi dù sao Nhàn cũng nể em đã sống cả 10 năm ở nước ngoài, trình độ văn hóa chắc chắn phải hơn Nhàn gấp bội. Nằm im một lúc nhịn không nổi, Nhàn lại hỏi. Này, Hải, Hải, thế bây giờ mày định thế nào? Không đánh ghen cũng không ly dị. Mày bảo tao là mày phải đóng cửa tiệm rồi mướn người giữ con cho mày về đây. Mày về để mày nhìn thằng chồng mày ngang nhiên sống với con vợ bé hay sao? Vậy mà lúc gọi điện thoại cho tao thì nói dữ lắm. Hảo bỗng lật người nằm úp xuống, rồi nghiêng hẳn sang phía Nhàn và hạ giọng nói. Em nói thật với chị, em định mướn người giết ông ấy luôn chứ ly dị làm cái quái gì. Em về chuyến này để mướn người thanh toán ông ấy một lần cho xong. Nhàn ngồi bật dậy, thảng thốt nhìn Hải rồi ấp úng hỏi lại. Hả? Mày tính thuê người giết chồng mày à? Cái con này, mày điên rồi à? Hải gật đầu và giải thích bằng giọng chậm rãi của một người có chuẩn bị sẵn. Chồng con gì cái thằng khốn nạn đó. Hạng người như ông ấy, giết là phải. Để làm gì cho chật đất. Nhưng chị nhớ kỹ là chỉ có một mình chị biết ý định này của em thôi. Chị hở ra là chết đấy. Cả anh Thắng, chị cũng không được kể cho anh ấy nghe. Em nói là nói vậy thôi. Việt Kiều chết, công an đâu có điều tra. Việt Kiều là thứ con hoang mà. Cho nên giết Việt Kiều, nhà nước đâu có mất công điều tra. Huống chi ông ấy lại tứ cố vô thân, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chết là xong chứ ai thư kiện làm gì mà sợ. Nhàn á khẩu không nói được gì nữa. Nàng hình dung ra từ nét mặt, dáng người cho đến cách đi đứng của Nhã mà nàng còn nhớ nguyên vẹn lần cuối gặp lại khi Nhã ghé thăm, khoe với Nhàn là Nhã về làm ăn tại Sài Gòn. Lúc ấy Nhàn vui lắm, nàng yên chí Nhã về trước để gây dựng cơ sở, rồi Hải sẽ về sau, chị em lại gần gũi bên nhau như thủa Hải chưa vượt biên. Hơn 10 năm trước, lúc Nhã và Hải mới quen nhau, thường đến chơi nhà Nhàn và Nhã vẫn hay bế đứa con đầu lòng của vợ chồng Nhàn, dù cho nó ngủ trên chiếc võng ngoài ban công. Bản tính Nhã vốn yêu con nít, lại nhìn đời bằng cặp mắt lạc quan, cho nên chưa cưới nhau mà lúc nào cũng bảo Hải. Đẻ đông con vui cửa vui nhà. Hải thì lắc đầu cười. Thời buổi này càng đông con càng ăn độn nhiều ông ạ. Nhìn Nhã và Hải quấn quýt bên nhau ngày ấy, Nhàn cứ tưởng rằng hai đứa sẽ phải chọn đời hạnh phúc. Có ngờ đâu, giờ này trở thành kẻ tử thù, một mất một còn. Ngừng một chút, Hải tiếp. Hôm nọ em phone về, em có hỏi chị là có quen thằng du đãng nào không? Chị có nhớ không? Lúc đó chị không hiểu tại sao em lại hỏi câu đó. Bây giờ thì chắc chị đã biết. Bởi vì bây giờ là lúc em cần đến du đãng. Du đãng giết mướn chứ không phải loại ăn cắp vặt. Hải ngừng nói, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần. Bên cạnh nàng, Nhàn nằm im, toàn thân bỗng thấy lạnh toát. Nàng không ngờ đứa em gái mình ngày xưa ở quê nhà hiền lành đến độ ai bắt nạt cũng được. Thế mà sang Canada có 10 năm, bây giờ thay đổi hẳn con người, dám tính đến chuyện giết người một cách bình thản như vậy. Nhàn ú ớ bảo em. Thì không ở được thì ly dị, lấy người khác. Việc gì mà phải giết nó? Hải xoay người nằm nghiêng hướng về phía chị và tiếp tục phân trần. Không ở được thì ly dị, thế thì còn nói làm quái gì? Nó thì nó đang muốn lấy người khác, mình ly dị là trúng kế nó. Chị không biết gì cả. Để em nói cho chị nghe, gần 10 năm nay, từ ngày sang Canada, một tay em gây dựng, em đi làm, em mở tiệm, em mua nhà, mua xe, tất cả là do em hết. Nhàn ngắt lời. Thì sao bảo là nó cũng đi làm mà. Dạo đó thì chính mày viết thư cho tao, bảo là nó làm trong hãng xe hơi. Hải giơ tay phân trần. Thì cũng có đi làm, nhưng mà lương 3 cọc 3 đồng, không đủ tiêu vặt, ăn thua gì. Không đủ mua tã cho con nữa. Nói không phải khoe với chị, nhưng mà chủ yếu là do em hết. Cách đây 3 năm,
Mẹ ông ấy đau nặng, chị còn nhớ không? Em cho ông ấy về thăm nhà một mình đấy. Lúc ấy tiệm em mới mở, đang đông khách không có bỏ đi được, cho nên em mới để ông ấy về một mình. Ai ngờ đâu, mẹ ốm nặng, nằm hấp hối trên giường. Thế mà ông ấy cũng mắt trước mắt sau, tán được cái con đĩ này. Trở lại Canada, cứ nằng nặc đòi về Việt Nam đầu tư. Em cảm thế nào cũng không được, em biết ngay là hỏng rồi. Nhưng mà chị coi, giữ người ở chứ ai giữ được người đi. Ông ấy lén ra ngân hàng cầm nhà lấy mấy chục ngàn, rồi rút hết tiền trong saving account, tức là chương mục tiết kiệm của em đó, rồi ôm về đây cho con đĩ. Bây giờ tài sản của em chỉ còn có mỗi cái xác nhà với cái tiệm, mà một mình em nai lưng ra trả nợ hàng tháng. Tuy là nợ nhưng mà cũng có đồng ra đồng vào để em nuôi con. Nếu bây giờ ly dị thì bán hết, bán nhà, bán tiệm chia hai. Luật sư, luật ly dị bên đó nó như thế. Em hỏi chị nè, bao nhiêu công lao của em, ông ấy đã bòn rút gần hết để mang vào đây cung phục cho gái. Bây giờ lại còn chút ít, em lại phải chia cho ông ấy thì em lấy cái gì mà nuôi hai đứa con chứ. Chia tiền cho cái thứ phản bội đó, thì chẳng thà em đưa tiền cho chị vay thắng còn hơn. Nhàn thấy nao nao tội nghiệp cho em, nhưng vẫn không thể đồng ý với phương án táo bạo của Hải. Nhàn bảo, vẫn biết nó là đứa không ra gì, bỏ nó là phải. Nhưng mà em giết nó thì nguy hiểm lắm, rồi mà nó lộ ra thì đi tù cả đám, mà tù suốt đời chứ đâu phải 1-2 năm. Hải à, chị lại em mày tính lại coi sao. Hải cười trấn an, đập nhẹ bàn tay vào vai Nhàn. Chị này, em bảo với chị là Việt Kiều chết, công an chỉ điều tra lý lẽ thôi. Bao nhiêu vụ rồi, kể cả khách ngoại quốc, chứ đừng có nói gì đến Việt Kiều. Có bao giờ bắt được thủ phạm đâu, là bởi vì họ không muốn điều tra đâu. Em tính kỹ lắm rồi. Em thuê du đãng dàn cảnh một vụ cướp Việt Kiều. Việt Kiều bị cướp là chuyện thường, thuê du đãng thì tốn vài trăm đô la là cùng. Nhàn chép miệng. Thì dĩ nhiên rồi, quẳng ra vài triệu, có đứa nó làm ngay. Cao lắm là 10 triệu, tức là chưa đến 1.000 đô. Nhưng mà tao chỉ sợ chuyện nó không êm xuôi. Cái thằng du đãng nó bị bắt, nó khai ra mày, khai ra tao thì chết. Hải gằn giọng nhấn mạnh. Vạn bất đắc dĩ mà có bị lộ, em có tiền chạy, chị đừng có lo. Có tiền, việc gì cũng xong cả. Nhàn khổ sở nói. Mày thì mày có cái gì mà lo, mày bay về bên Canada là xong, tao ở lại đây mới chết chứ. Thôi thôi thôi, bỏ ý định đấy đi Hải ạ. Hải vẫn quả quyết. Chị ngại thì em tính thế này, chị chỉ có việc giới thiệu cho em cái thằng du đãng giết mướn mà chị quen. Em gặp riêng nó, coi như chị không biết em thuê nó làm cái gì. Chị chỉ là trung gian giới thiệu mà thôi, được không? Nhàn quay mặt ra phía cửa sổ, chớp mắt suy nghĩ. Vẫn biết rằng bị chồng bỏ tất nhiên phải uất ức, nhưng chuyện ấy cũng chỉ là thường tình trong xã hội. Chung quanh nàng vẫn xảy ra nhan nhản, đâu có nghiêm trọng đến nỗi phải giết chồng. Ông chồng nào phạm tội ngoại tình cũng bị giết, thì thế gian này làm gì còn đàn ông. Nhàn không hiểu nổi tại sao em mình lại khắc sâu mối hận đến thế. Nhàn từng biết nhiều người đàn ông lưu manh đến mức tán tận lương tâm, dìm vợ con trong vực sâu hố thẳm, mà vợ cũng chỉ biết khóc than, chứ chẳng ai nghĩ đến chuyện trả thù bao giờ. Nàng toan lên tiếng thì Hải giục. Chị hẹn nó ở một cái nơi nào cũng được, rồi em đến gặp riêng nó, không cần phải có chị. Em chỉ nhờ chị có thế thôi. Chị quen nó thì chị nói với nó hộ giùm em một tiếng. Nhàn dè dặt đáp. Quen thì ta cũng không có thân lắm, chỉ biết nó sơ sơ thôi. Thằng Tố đó mà, anh Thắng thì thân với nó, nhưng mà chả biết nó có cái kinh nghiệm gì giết người lần nào chưa. Hồi đó anh Thắng ăn vượt biên bị bắt, chúng nó nhốt chung với nhau, chung anh ấy với lại tội phạm hình sự. Vì vậy mới quen thằng Tố. Nói nào ngay nó là dân chơi, nhưng mà cũng biết điều. Đối với anh Thắng thì nó tử tế lắm. Lúc mà mày gọi điện thoại về, tao cứ tưởng là mày định đến đánh ghen, cần đem du đãng dọa hai đứa chúng nó thôi, nên tao mới định nhờ thằng Tố thôi, chứ còn đem nó dọa được rồi vì mặt nó dữ lắm. Ngừng một chút, Nhàn tiếp. Hay là thôi em ạ, chị bàn thế này nhá. Thì thôi, mày giận thằng Nhã thì cũng phải, nhưng mà cần gì phải giết. Chị có cách này này. Mày bực mình thì mày mướn người tạt axit,
Như thế là quá lắm rồi. Tao nói thật đấy, tạt axit mới là cái cách trả thù suốt đời. Giết làm gì, nguy hiểm lắm. Mướn người tạt axit vừa rẻ mà lại đỡ nguy hiểm. Tao nghe đồn cái bà ngoài chợ mướn người tạt axit tình địch chỉ tốn có 1 triệu thôi, nghĩa là chưa đến 100 đô. Hải cười khẩy. Chồng mình đi dê người ta, lỗi chồng mình. Tại sao không tạt axit chồng mình mà lại tạt axit tình địch làm sao? Vớ vẩn. Nhàn ngẫm nghĩ một chút rồi đề nghị. Hay là tao thấy mày muốn trả thù chồng mày thì cái cách hay nhất là mướn người tạt axit nó, cho nó đu luôn, mù luôn đi. Rồi sau đó mày ly dị, thế là cả đời nó đi ăn mày. Đó, cái cách đó tao thấy hay nhất đấy. Hải cười. Vậy là chị còn ác hơn em nữa. Chờ người ta tàn phế rồi mình ly dị thì kỳ quá. Mà không nhẽ mình nuôi thằng mù cả đời à? Theo em thì thả giết nó chết luôn cho rảnh nợ cả đôi bên. Nhàn thở dài quay về mối lo cũ. Ôi giời ơi, nhưng mà có biết là em xui không mà rảnh nợ, chỉ sợ là không xong mày với tao ngồi tù mãn đời thì sao? Dứt lời, Nhàn tuột xuống giường, lấy bộ pyjama của Hải đi vào buồng tắm. Nàng đánh răng rửa mặt rồi nhìn mình đăm đăm trong gương, đầu óc vẫn còn choáng váng vì ý định ghê gớm của em gái. Nhàn trở ra leo lên giường nằm bên cạnh và bảo: Thôi, hơn 3 giờ sáng rồi Hải à, ngủ một giấc đi, mai tính, tao buồn ngủ lắm rồi. Hải ngồi dậy và nói: Không, tóc em ướt quá, để em xế sơ một chút đã. Nhàn kéo tấm chân đắp ngang ngực và bảo: Ừ, sấy đi, để tóc ướt nằm ngủ nó nhức đầu lắm. Hải đứng lên vào buồng tắm, vừa sấy tóc, nàng vừa đăm chiêu suy tính. Ý định thanh toán thằng chồng bội bạc đã sắp đặt cả mấy tháng nay trong đầu, giờ này vẫn không hề suy xuyển chút nào. Chỉ có điều là nếu Nhàn không hỗ trợ thì Hải thấy khó có thể thực hiện được. Hải không quen biết ai giữa thành phố xa lạ này, lại có ý nằm lì trong khách sạn, tránh xuất hiện ngoài đường vì không muốn gặp người quen, và nhất là không muốn Nhã biết nàng về nước. Thuê người giết thì rẻ lắm, nhưng thuê ai bây giờ? Hải tắt máy sấy bước ra, tắt hết các ngọn đèn trong phòng, rồi mò mẫm tiến lại giường. Nhàn nằm nghiêng xoay lưng lại phía Hải, làm bộ như đã ngủ. Đôi mắt cay nhức, nhưng Nhàn biết trước sẽ không ngủ nổi vì bận tâm lo nghĩ và vì đã quá giấc. Chị em gần 10 năm mới gặp lại, đáng lẽ Hải về đây phải là quãng thời gian hai người sống lại những kỷ niệm cũ, vui đùa chuyện vãn, đưa nhau đi đây đi đó, tạm quên chuỗi ngày nhọc nhằn vật lộn với cuộc sống. Gia đình nào đón thân nhân từ nước ngoài về cũng như vậy. Chỉ riêng Hải trở về chỉ làm Nhàn khổ tâm, bởi vì Hải về để bàn chuyện giết người. Nhàn bỗng thấy hối hận, đã báo tin cho Hải biết là chồng Hải có vợ bé ở Sài Gòn, để bây giờ bị lôi cuốn vào vòng rắc rối. 3 năm trước, Nhã về lần đầu có đến chơi, mang quà của Hải gửi về, đồng thời Nhã tặng riêng vợ chồng Nhàn ít tiền. Nhàn cảm động lắm, đi với Nhã sang thăm mẹ Nhã đang ốm nặng. Rồi Nhã quay lại Canada. Hơn nửa năm sau, lại thấy Nhã về, mặc dầu bà mẹ đã chết rồi. Nhã ghé thăm vợ chồng Nhàn, khoe là lần này về tính chuyện làm ăn. Nhàn ngạc nhiên viết thư sang trách Hải, tại sao không về chung với chồng một chuyến. Hải bảo mới khai trương tiệm giặt ủi và sửa quần áo nên chưa bỏ đi được. Bằng đi một thời gian, bỗng có người báo cho Nhàn biết gặp Nhã đi với một cô gái rất trẻ vào căn nhà ở đường Cách Mạng Tháng 8. Nhàn hoang mang kể với chồng, rồi giục Thắng theo dõi để tìm ra sự thật. Việt kiều về nước lấy thêm vợ hoặc sống với bồ là chuyện thường, xảy ra đầy rẫy từ mấy năm nay. Bao nhiêu gia đình đang sống ấm êm ở hải ngoại, hễ để cho ông chồng về nước một mình là kể như bắt đầu ngày tàn của hạnh phúc. Thắng và Nhàn đều biết như thế, nhưng chỉ không ngờ chuyện ấy lại xảy đến cho Hải. Thắng rình mấy hôm liền, rồi bùi ngùi bảo vợ: Em nên cho con Hải nó biết đi thôi, thằng Nhã nó ở hẳn với người khác rồi, tội nghiệp con Hải. Thắng nhớ lại hơn 10 năm trước, dự đám cưới của Nhã và Hải xong thì vợ chồng Nhã rủ vợ chồng Thắng đi vượt biên. Dĩ nhiên Thắng cũng ham lắm,
Nhưng Nhàn vừa sinh con được mấy tháng mà đứa bé lại ốm quặt quẹo mãi, cả ngày cứ vật vã khóc lóc, dỗ thế nào cũng không nín. Thành ra hai vợ chồng đành ở lại. Xa nhau rồi, Thắng vẫn cứ nhớ mãi cái hình ảnh mượt mà với nét đẹp đài cát của Hải, cô em vợ chỉ thua Nhàn hơn 2 tuổi. Thời gian trôi nhanh, tình hình chính trị cũng biến đổi bất ngờ. Thắng mong Hải về để gặp lại, nhưng Hải không về mà chỉ thấy mình Nhã. Thắng buốt nhói khi phát hiện ra Hải bị phản bội. Cô em vợ đẹp như thế mà thằng chồng tốt phước kia còn ham của lạ. Thắng rình mãi rồi chờ cơ hội thuận tiện, lén chụp được bức hình Nhã đứng bên cạnh người tình mới ngay trước căn nhà tổ ấm của Nhã và gửi sang cho Hải để làm bằng chứng. Nhờ có bức hình này mà Hải mới chịu đóng cửa tiệm về Sài Gòn để gặp vợ chồng Thắng hôm nay. Đón Hải ở phi trường, Thắng thấy Hải vẫn như xưa, chẳng già đi chút nào. Người ta vẫn bảo sống ở nước ngoài trẻ lâu, bây giờ thì Thắng mới chứng kiến tận mắt. Hai chị em cách nhau có hơn 2 tuổi mà Nhàn già hơn rất nhiều, y như chị cả với đứa em út. Chỉ có điều Thắng biết rõ Hải đang tan nát vì gia đình đổ vỡ, cho nên anh nói chuyện với Hải rất dè dặt, tránh tất cả mọi câu hỏi có liên quan xa gần đến cơn gia biến của Hải. Nhiều điều anh biết về Nhã, anh muốn kể với Hải, nhưng anh tế nhị, nhường hết cho vợ. Nhàn dĩ nhiên cũng tức giùm em, nhưng Nhàn chỉ nghĩ một cách đơn giản là đưa em đến bắt tại trận, Nhã sẽ phải xấu hổ mà quay về với Hải. Nhàn sẽ xúi Hải từ nay cấm không cho Nhã về Việt Nam một mình nữa. Biện pháp ấy tuy tiêu cực nhưng chắc chắn ngăn chặn được những ông chồng mang nặng máu dê như Nhã. Chẳng bao giờ Nhàn nghĩ đến việc giết Nhã, mà ngay cả cái ý nghĩ ly dị hoặc tàn axit thì Nhàn cũng chỉ vừa mới lóe ra trong đầu khi bàn bạc với Hải mà thôi. Nhàn thấy em mình đi quá xa làm Nhàn lo sợ, đâm ra ân hận đã gọi Hải về. Ngày mai Nhàn sẽ bàn với chồng và dứt khoát tìm cách rút chân ra, không dính dáng đến vụ này nữa. Sáng hôm sau, Nhàn dậy sớm, mặc dầu cả đêm giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng. Mặt trời chưa lên, nhưng bên ngoài những tấm màn trắng đục, trời đã bắt đầu sáng rõ. Nhàn mệt mỏi tiến lại cửa sổ trông ra. Xe cộ và hàng quán đang tấp nập bước vào một ngày mới. Nhàn quay lại, thấy Hải vẫn còn đang say giấc. Hải nằm ngửa hai chân hơi dạng ra, đè lên tấm chăn, hơi thở đều đặn đưa bộ ngực nhấp nhô lên xuống sau lớp vải áo ngủ mong manh. Nét mặt hồn nhiên bình thản như thế kia, mà không ngờ lại chứa đựng bên trong một trái tim của kẻ sát nhân. Nhàn thở dài quay mặt đi, muốn leo lên giường nằm lại, nhưng biết chắc sẽ không ngủ được. Nhàn rón rén đi vào buồng tắm, thay quần áo rồi ra ngồi chờ Hải thức dậy. Nhàn nhìn những lọ mỹ phẩm hấp dẫn của Hải bày la liệt bên cạnh bồn rửa mặt, toàn những nhãn hiệu mà Nhàn biết là rất đắt tiền. Đã toan trang điểm thử, Nhàn cầm thỏi son môi lên, mở nắp, nhưng rồi lại thở dài và đặt xuống. Ở buồng tắm ra, Nhàn gấp bộ pyjama của Hải đặt lên nắp vali, rồi lay hoay không biết làm gì. Nàng ngồi xuống cái ghế dựa kê sát vách, bâng khuâng suy nghĩ. Nhàn nhắm mắt lại, duỗi thẳng hai chân và tựa đầu vào tường. Mệt quá, nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi nghe tiếng đập cửa, Nhàn mở choàng mắt dậy, ngơ ngác mấy giây rồi mới sực nhớ ra mình đang ở khách sạn. Nhàn đưa mắt nhìn Hải vẫn còn ngủ bình yên trên giường. Nhàn chạy ra mở cửa. Thắng cầm sâu chìa khóa cười cười bước vào, toan lên tiếng, nhưng Nhàn làm hiệu bảo chồng im lặng cho em ngủ. Thắng nói nhỏ, hồi hôm chắc thức cả đêm chứ gì. Nhàn gật đầu. Thắng lại hỏi, sao em, Hải nó có chịu về nhà mình không? Nhàn buồn bã lắc đầu, chắc là không. Để lát nữa em kể cho anh nghe. Cái con này bây giờ nó đổi tính đổi nét, chứ không như ngày xưa nữa đâu. Hai vợ chồng cùng ngồi xuống ghế sát bên nhau thì thầm nói chuyện. Thắng kể, đêm qua lúc anh về, con Dung với thằng Tiếp nó ngủ cả rồi.
Sáng nay thức dậy thấy quà để trên bàn, chúng nó mừng quá. Dục mãi không có chịu đi học. Em ngủ nhà hay là không ngủ nhà, nó cũng chẳng có đứa nào nó thèm hỏi đến mẹ đâu cả. Nhàn chép miệng than. Tội nghiệp, thì tại mình có bao giờ mua đồ chơi cho con đâu. Thắng cười khẩy. Ngày hai bữa còn chạy học hơi chưa đủ, tiền đâu mà bày đặt mua đồ chơi. Thôi, để chiều nay đưa chúng nó lại đây gặp dì Hải, rồi cho chúng nó đi ăn mì. Còn Dùng cứ nhắc mãi món vị Việt tiềm đấy. Nghĩ đến món tiền Hải vừa cho, Nhàn chẳng những đồng ý cho các con đi ăn, mà còn tỏ ra rộng lượng hơn cả chồng. Đưa đi ăn rồi may cho mỗi đứa một bộ quần áo mới nữa. Thắng hứng hờ nói. Đồ may thì chưa chắc chúng nó đã thích. Thích mua hàng ngoại kìa. Đùa đòi bắt chước nhau, đứa nào cũng chỉ thích bằng hàng ngoại. Mồm nói chuyện với vợ, nhưng mắt Thắng vẫn lấm lét nhìn Hải nằm ngửa trên giường, trong cái tư thế rất mời gọi. Thắng tự hỏi không biết bên trong cái áo ngủ màu trắng đục kia Hải có mặc quần lót hay không. Nhàn chạy lại kéo tấm chăn đắp lên bụng Hải. Hải mở mắt rồi ngồi bật lên. Thấy Thắng, Hải vừa gượng cười vừa bước xuống đi vào buồng tắm. Anh đến sớm thế, mấy giờ rồi? Thắng đáp. Bên này ai cũng quen dậy sớm cả, nhất là anh. Bình thường thì giờ này anh đã đi giao được một chuyến hàng rồi. Bữa nay anh cho các cháu đi học rồi chạy ngay lại đây xem Hải có cần gì không. Hải nói trước khi khép cửa buồng tắm. Anh chị chờ em một chút nhé, rồi mình xuống nhà ăn sáng. Nghe tiếng nước xối ào ào trong buồng tắm, Nhàn đang ngồi ở mép giường, đứng dậy lại sát bên cạnh chồng. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nhướng lên nhìn Thắng và thì thầm. Cả đêm em chả ngủ được, nói chuyện với nó bực mình lắm. Đã toan kể cho Thắng biết ý định giết chồng của Hải, nhưng lại chợt nhớ đến lời Hải dặn, Nhàn đành lảng sang đề tài khác. Em định rủ nó xuống chợ Sài Gòn ăn sáng, mà chắc nó chả đi đâu. Thắng chép miệng. Tội nghiệp, về đây mà cứ nằm lì trong khách sạn thì về làm gì cơ chứ, phí tiền. Nhàn bực bội bảo. Em thì nó hết hơi với nó rồi, tính nó bây giờ bướng lắm, chứ không như cái ngày trước. Biết thế thì thà anh đừng có xin nghỉ, đừng có mượn xe công ty. Thắng trấn an vợ. Để lát nữa anh rủ lần nữa xem nó có nghe không. Rồi hai người không nói nữa. Nhàn ngồi xuống ghế mệt mỏi nhắm mắt lại. Thắng đứng ở cửa sổ trông ra con phố tấp nập trước mặt. Một lúc sau Hải từ buồng tắm bước ra, quần jean áo thun, trang điểm rất sơ sài. Thắng quay lại nói ngay. Xuống chợ Sài Gòn ăn sáng với anh chị nhé. Trong khách sạn cũng có nhà hàng, nhưng mà thức ăn nó dở lắm. Đã về tới Sài Gòn thì phải ăn cái gì cũng phải ra cái nấy. Anh chị sẽ đưa Hải đi ăn toàn là đồ đặc sản thôi. Hải nhìn Nhàn rồi lại nhìn Thắng, gượng cười đáp. Đáng lẽ em tính nằm nhà, nhưng mà anh đã mất công xin nghỉ thì em đi với anh chị cũng được. Nhưng mà đừng có ra chợ Sài Gòn, tìm cái chỗ nào vắng vắng một tí. Thú thật với anh chị là em không có muốn gặp người quen. Em về là vì công việc chứ không phải là về chơi. Để em lo xong công chuyện lần này đi. Lần sau về thì anh chị muốn lôi em đi đâu cũng được hết. Thắng chớp mắt cảm động. Từ hôm qua đến giờ anh vẫn nặng mối thương cảm vì cô em vợ bị thằng chồng phản bội. Cho nên anh luôn nhìn Hải bằng cặp mắt xót xa. Anh bảo. Hải tính vậy cũng phải, vào chợ lớn hoặc là xuống tận Thủ Đức cũng được. Anh có mượn được cái máy chụp để ngoài xe, lát nữa phải chụp hai chị em mấy tấm làm kỷ niệm. Nhàn mỉm cười hài lòng. Đi ăn đi, mày ngại về nhà thì chiều nay anh Thắng với tao đưa mấy đứa nhỏ lại đi chơi. Chúng nó mong gặp mày lắm, năm ngoái mày gửi hình về, còn Dung nó cứ bảo là dì Hải trông giống mẹ quá. Hải nói. Vâng. Chiều anh chị cho các cháu lại chơi, em cũng mong gặp các cháu lắm. Rồi nàng lấy bóp và giục vợ chồng Nhàn cùng bước ra.
Vừa khóa cửa, Hải vừa bảo Thắng. Này, đừng có vào chợ lớn nhé. Trong ấy đông người lắm. Cho em đi Thủ Đức thì tốt hơn. Mấy ngày kế tiếp, tình hình không có gì thay đổi. Hải vẫn nằm lì tại ô ten và vẫn nung nấu ý định giết chồng. Nhàn thì cứ lắc đầu lia lịa, nhất định không tiếp tay với Hải dù trực tiếp hay gián tiếp. Thuyết phục mãi không được, Hải chán nản đổi vé máy bay, quyết định sẽ quay lại Canada sớm hơn thời khóa biểu dự trù. Chuyến du lịch Việt Nam như thế thì thật ngắn ngủi, tính ra chỉ hơn một tuần lễ. Với Nhàn và Thắng thì như vậy cũng đủ vui rồi. Vừa được gặp lại Hải, vừa được Hải tặng cho khá nhiều quà, chưa kể mấy trăm đô tiền mặt. Nhưng với Hải thì chuyến đi hoàn toàn thất bại, bởi tốn kém mà chẳng được việc gì. Nhàn nhìn em ái ngại thì thầm phân bua. Không phải là tao không muốn giúp mày, chính vì thương mày mà tao không mà tao cản, không muốn cho mày làm cái chuyện này. Dù mày có thù thằng Nhã đến đâu á thì mày phải nghĩ đến hai đứa con của mày chứ, rồi mày đi tù rồi ai nuôi chúng nó? Hải chỉ cười buồn không nói gì, khiến Nhàn lại càng áy náy. Nàng vớt vát thêm một câu vô nghĩa. Thôi, quên nó đi, cứ coi như từ nay là không có nó nữa là xong. Mày còn trẻ đẹp quá mà sao cứ phải nghĩ đến cái thằng đàn ông phản bội đó? Buông nó ra, thiếu gì người vồ lấy. Nghe tao, quên nó đi, nuôi cái mối hận làm cái gì cho nó mệt người. Hải thất vọng đáp. Chả quên cũng chả được, làm gì được nó bây giờ, chán đời thật. Nhàn nhìn em muốn khóc, cố an ủi dù biết không có hiệu quả. Hải à, ở đời còn thiếu gì người khổ gấp trăm gấp vạn lần mày. Rồi mọi việc nó qua hết, đừng có nghĩ quẩn trong chốc lát rồi về sau hối không kịp. Hải thở dài kết luận. Thì đành vậy chứ biết làm sao. Có điều từ nay em không bao giờ còn dám vác mặt về gặp chị nữa. Về đây em thấy nhục nhã quá. Một buổi xế trưa, Hải vừa tắm xong lên giường nằm thiêu thiêu ngủ thì có tiếng gõ cửa. Hải bực bội ngóc đầu lên đã toan không thèm ra mở, bởi đoán là nhân viên khách sạn vào dọn phòng. Nhưng tiếng gõ cứ tiếp tục làm Hải bất đắc dĩ phải bước xuống, vừa tiến lại vừa hỏi. Ai đấy? Bên ngoài có tiếng trả lời. Anh đây, Thắng đây Hải ơi. Hải hơi ngạc nhiên bởi Thắng đã đi làm lại từ mấy bữa nay, chỉ buổi tối mới đưa Nhàn và các con lại thăm Hải tại khách sạn hoặc đi ăn cơm chung. Hôm nay Thắng đến bất ngờ, chắc là Nhàn vừa làm vài món đặc biệt rồi bảo chồng mang lại cho Hải. Hải đưa bàn tay lên vén mái tóc rũ trước mặt, rồi mở hé cánh cửa và kêu lên nho nhỏ. Ủa, anh Thắng, bữa nay anh nghỉ à? Chị có đến không? Hay là anh đi một mình? Ồ, chắc chị làm ô mai cam thảo cho em phải không? Thắng tươi cười nhìn Hải. Anh mặc bộ đồ công nhân bạc thách, đầu đội nón lưỡi chai, chân đi giày bata, và trên tay chỉ có mỗi xâu chìa khóa. Anh ung dung nói. Anh đi làm đấy chứ, anh giao hàng ngay bên kia đường, thành ra tạt vào xem Hải có cần gì không. Nhân tiện hỏi Hải có muốn mua sắm gì để mang về Canada thì cho anh biết. Anh sẽ xin nghỉ một hôm đưa hai chị em đi phố. Phía cuối hành lang, mấy cô nhân viên phục vụ đang tiến về phía phòng của Hải ôm theo một đống khăn tắm. Hải vội đẩy rộng cánh cửa, mời Thắng vào hẳn bên trong và nói. Em đâu có cần cái gì, 3 hôm nữa là em đi rồi. Định đi ngày hôm qua nhưng mà không có chuyến bay. Thắng ngồi xuống mép giường, buồn rầu bảo. Hải về ít ngày quá, nhưng mà anh chị cũng thông cảm hoàn cảnh của Hải. Có gì vui đâu mà ở lại phải không? Anh không ngờ thằng Nhã nó mất dạy như vậy. Kỳ này quay lại Canada Hải tính sao? Để yên như vậy à? Từ giọng nói đến ánh mắt của Thắng đều toát ra cái vẻ ngậm ngùi thương hại. Hải kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống và hỏi. Anh uống gì không anh Thắng? Để em gọi room service em mang mấy lon nước lên nhé. Anh uống coca hay là cà phê? Thắng móc thuốc ra hút rồi xua tay. Khỏi khỏi, anh đi bây giờ đây. Với lại anh vừa mới uống nước mía bên kia đường. Rồi Thắng nhắc lại. Mau quá, mới hôm nào ra phi trường đón Hải, thế mà đã một tuần rồi đấy. 3 hôm nữa Hải về lại Canada thật à? Hải thở dài thườn thượt. Chứ em ở lại làm cái gì nữa? Thắng đặt chùm chìa khóa xuống giường rồi ngập ngừng nói.
Nhưng anh hỏi cái này hơi tò mò. Hải về đây cả tuần lễ mà nhất định không đến gặp thằng Nhã. Thế thì Hải về để làm gì? Hải hỏi địa chỉ của nó để làm gì? Rồi cứ để như thế này, mặc cho nó tự do sống với con vợ bé hay sao? Nếu thế thì số thằng Nhã hên thật. Dứt lời, Thắng nhìn Hải cười khẩy, vừa hàm ý ngạc nhiên, vừa hàm ý chê trách. Hải khẽ đứng dậy, kéo nhích cái ghế lại gần Thắng hơn. Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, nhìn Thắng tha thiết hỏi. Chị Nhàn có nói cho anh biết là em về chuyến này mục đích để làm gì không anh Thắng? Thắng mở to mắt lắc đầu đáp. Cần gì chị Nhàn nói? Anh biết Hải về vì nghe tin thằng Nhã có vợ bé bên này. Chuyện đó thì anh xác nhận là đúng. Chính anh theo dõi nó mà. Chỉ có điều anh lấy làm lạ là tại sao đã biết chắc nó có vợ bé mà Hải không có phản ứng gì cả. Hải gật đầu nhấn mạnh. Có chứ anh. Nhưng chỉ tiếc là điều mà em muốn làm á thì chị Nhàn không giúp em được. Nói đúng ra là không những chị không giúp mà còn cản em nữa. Thắng nhăn mặt hung lên. Tại sao lại có cái chuyện lạ thế? Hải muốn gì mà anh chị không giúp? Đâu đâu, Hải cần gì? Nói cho anh biết. Chị Nhàn không giúp thì anh giúp. Anh có nghe chị Nhàn nói gì đâu. Câu nói cương quyết của Thắng làm lóe lên trong đầu Hải một niềm hy vọng mà cả tuần nay nàng không hề nghĩ đến. Nàng mở to mắt nhìn ông anh rể dáng to cao và nước da đen sạm. Cái nghề tài xế giao hàng cho công ty thực phẩm, suốt ngày đi trong nắng gió, làm khuôn mặt và đôi tay Thắng trở nên gân guốc như người phu khuân vác ở bến cảng. Con người cục mịch ấy, cả tuần nay, Hải đã từng nhiều lần bắt gặp ánh mắt đờ đẫn nhìn lén Hải một cách thèm khát. Hôm nay, Thắng lại lén vợ đến thăm Hải một mình. Rõ ràng là Thắng rất nặng tình với Hải. Như vậy thì tại sao Hải không thử ngỏ lời riêng với Thắng xem sao? Đàn ông bao giờ chả dễ xúc động vì tiếng nỉ non và nhất là vì nước mắt của đàn bà. Huống chi, người đàn ông ấy lại là ông anh rể xuất thân trong giới lao động, vốn nhìn Hải bằng ánh mắt thán phục. Chỉ còn 3 ngày nữa, Hải ra đi rồi, không nói với Thắng hôm nay, thì về đến Canada Hải sẽ rất hối hận. Nghĩ thế, nàng đứng dậy, kéo cái ghế xích lại gần Thắng một lần nữa, rồi hạ giọng run run kể. Chị Nhàn chưa nói gì với anh thật sao? Thôi thì để em kể với anh vậy. Nhưng mà anh đừng cho chị Nhàn biết là em gặp riêng anh nhé. Thắng gật đầu chờ đợi. Anh nhoài người dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, rồi ngồi thẳng lên, ưu tư nhìn Hải. Mặt Hải buồn hẳn đi, giọng đầy nước mắt. Em khổ lắm. Không cần nói chắc là anh cũng hiểu. Gần 10 năm nay ở bên Canada, em lo gây dựng gia đình, đi làm, mở tiệm, nuôi con. Nhiều hôm lội tuyết tưởng chết rét ngoài đường, nhất là mùa đông, có khi lạnh quá xe không đề máy nổi. Nhưng mà em cứ tự bảo mình là phải cố gắng. Ông ấy thì ông không nghĩ như em. Ông ấy lười lắm, làm ở đâu thì cũng dáng cho đủ thời gian lãnh thất nghiệp là kiếm cách xin nghỉ. Mà phải ông ấy là người ốm yếu thì không nói làm gì. Khỏe như voi mà lười mới kỳ cục chứ. Bảo đi học cũng không muốn học, bảo đi làm thì lười biếng. Bao nhiêu gánh nặng gia đình đổ lên đầu em. Ở nước ngoài người ta bỏ chồng là thường, nhưng mà em vẫn chịu đựng vì em nghĩ đến tương lai 2 đứa con em. Em mới dành dụm mãi mới được ít vốn. Không ngờ ông ấy lấy hết tiền của em mang về đây nuôi gái, bỏ mặc mẹ con em bên đó. Em van xin ông ấy, dù không thương em thì phải nghĩ đến 2 đứa con. Nhưng mà ông ấy lờ đi, còn kiếm cớ đánh em nữa. Hải ngừng lại, ngước đôi mắt xót xa nhìn Thắng. Thắng thấy lòng mình sôi lên, càng tội nghiệp Hải, càng căm giận Nhã. Mà căm giận là phải, bởi chính mắt Thắng đã chứng kiến nhiều lần Nhã khoác tay người tình mới, đi tung tăng ngoài phố. Hải lại tiếp. Chị Nhàn đó thì có bàn với em là nên đi dị. Lúc đầu thì em cũng tính như vậy. Nhưng mà em hỏi luật sư thì thấy rõ là nếu mình ly dị là mình dại. Bởi vì tài sản còn bao nhiêu thì phải bán hết để chia đôi. Em lấy gì mà nuôi con? Ly dị là trúng kế ông ấy. Ông ấy thì đang muốn em ly dị để lấy người khác. Mình buông cho ông ấy đi, lại còn phải bán nhà bán tiệm để đưa tiền cho ông ấy nữa. Anh thấy có bất công không? Bao nhiêu công lao của em 10 năm nay bây giờ em sắp trắng tay rồi. Hải lại tạm ngưng,
đầu hơi cúi xuống, dòng lệ ứa ra khóe mắt. Thắng thấy tim mình thắt lại. Có được một người vợ như Hải vừa đẹp vừa ngoan, mà tại sao thằng nhã khốn nạn kia còn thả mồi bắt bóng? Thắng chưa kịp nói gì thì Hải ngẩng lên nhìn Thắng khẩn khoản. Mối hận này em không thể nào quên được. Ông ấy sỉ nhục em, không có một chút tình nào hết đối với các con. Có lần ông ấy còn tát em ngay trước tiệm phở, trước mặt bao nhiêu người. Em về đây là nhờ anh chị giúp em, nhưng tiếc là chị Nhàn không bằng lòng. Mà em thì em cứ ngại, không dám cho anh biết ý định của em. Thắng sốt ruột ngắt lời. Ý định của Hải thế nào? Hải cứ nói đi. Chị Nhàn không muốn giúp Hải thì đã có anh đây. Hải đừng lo, Hải cứ nói đi. Hải khẽ khom người, rồi đột ngột đưa bàn tay nắm lấy bàn tay Thắng. Cử chỉ bất ngờ làm Thắng thấy nóng ran cả người. Hải thì thầm: em chỉ sợ là anh không giúp em thôi. Vừa nói, Hải vừa đứng dậy, sang ngồi hẳn lên giường, sát bên cạnh Thắng. Hai bàn tay nàng nắm chặt lấy bàn tay xương sầu của Thắng và âu yếm đặt lên đùi mình. Ông anh rể run run bảo: sao em lại nói thế? Em muốn gì anh cũng làm theo ý em. Hải quay sang nói chậm từng chữ: em muốn giết cái thằng đàn ông khốn nạn đó. Thắng giật mình sửng sốt, nhưng tự trấn tĩnh ngay và hỏi lại: thật không? Em muốn giết thằng Nhã à? Hải nhìn Thắng gật đầu. Thắng ngó ra cửa sổ, đầu óc vẫn còn bàng hoàng về câu nói táo bạo của Hải. Thắng ú ớ hỏi lại: đâu có cần phải giết em. Em muốn thì anh kêu Du Đãng tới đánh cho nó một trận để cảnh cáo, như vậy là được rồi. Hải khẩn khoản giải thích: anh Thắng à, nghe em nói đây nè. Chị Nhàn thì bảo là em mướn người ta axit, nhưng mà em thấy chả ăn thua gì cả. Thứ nhất là ông ấy mà tàn phế thì khổ em hơn, khổ cho hai đứa con của em nữa. Cả đời là cứ phải làm nuôi ông ấy à. Mà em hỏi anh nhá, một thằng đàn ông như thế thì có đáng cho nó sống không? Em thì em hận lắm, không giết được nó thì em không thể nào hả giận được. Năm ngoái anh chị báo cho em biết là ông ấy có vợ bé bên này. Em hỏi ông ấy là xem có đúng hay không. Ông ấy kiếm cớ đấm em sưng cả mặt, tím cả hai con mắt. Ông ấy là bảo là đừng có nghe những cái đứa lắm mồm và đồn nhảm. Hôm ấy mà không có hai đứa con của em gào khóc gọi hàng xóm sang can đó, thì ông ấy xô em té từ trên lầu xuống chết rồi còn đâu nữa. Nói dứt câu, nước mắt Hải giàn giụa tuôn tràn xuống má. Nàng xoay đầu úp mặt thổn thức trên vai Thắng. Thắng thấy lòng mình trùng hẳn xuống. Anh nắm chặt bàn tay đấm mạnh xuống nệm giường và kêu lên: không ngờ thằng đó mất dạy đến thế. Hải càng nức nở khi có Thắng bên cạnh an ủi. Nước mắt nàng làm ướt đẫm một mảng áo trên vai Thắng. Thắng đặt nhẹ một bàn tay lên lưng Hải, rồi từ từ ghì sát người nàng vào thân thể mình. Qua lớp vải mỏng nội hóa của bộ đồ mà Nhàn mới may cho Hải mặc trong nhà, Thắng thấy hơi ấm chuyển lan thật nhanh từ ngực Hải, làm anh bừng bừng dạo dực. Anh không thể ngờ anh lại có được giây phút bất ngờ kỳ thú này. Cô em vợ từ nước ngoài mà anh vốn đánh giá rất cao, dù anh có thèm khát đến đâu cũng chỉ dám đứng xa mà nhìn, bây giờ bỗng chốc nằm trong cánh tay anh. Không mua vé số mà vẫn trúng độc đắc. Cuộc đời sao lại có những lúc thắng lợi đột xuất như thế này? Anh khẽ đẩy Hải nằm xuống, rồi anh chúi đầu úp mặt vào ngực Hải. Nhưng Hải nhẹ nhàng đẩy ra và yếu ớt chống đỡ: Đừng anh, nằm đây với em là đủ rồi. Em cô đơn đã mấy năm nay, có chồng mà cũng như là ở qua. Đừng, anh Thắng. Thắng ngoan ngoãn làm theo, đạp rớt đôi giày vải xuống sàn, rồi nằm ngửa lên để Hải nghiêng người áp má vào ngực mình. Anh thấy đúng như Hải nói, như thế này đã là thần tiên quá rồi, vượt hẳn mọi mơ ước của cả đời Thắng. Anh đưa bàn tay lên lùa vào mái tóc dày của Hải, toàn thân đê mê vì chứa chan hạnh phúc. Anh không muốn nghĩ gì nữa cả, mắt nhắm lại để tận hưởng cái giây phút thiêng liêng tuyệt đối này. Nhưng Hải chỉ im lặng một phút, rồi lại quay về đề tài cũ. Sao? Anh giúp em được không? Anh cần bao nhiêu tiền thuê Du Đãng? Em lo hết. Miễn là phải cẩn thận, miễn là phải được việc. Việt Kiều chết thì chả qua điều tra đâu, coi như du khách bị cướp thôi. Nhưng mà mình phải kín đáo. Anh Thắng, anh giúp em trả mối hận này anh nhé.
Giờ thằng này thì mỗi lời nói của Hải đều là một mệnh lệnh. Thắng không cưỡng được nữa, dù trong lòng không tránh khỏi ưu tư. Huống chi Thắng lại đang rất cần tiền để thanh toán món nợ mấy cây vàng. Mỗi tháng lãi 10 phân, nợ chung của hai vợ chồng và nợ riêng của một mình Thắng. Nợ chung vì vay vàng để mở tiệm pizza cho vợ coi, nợ riêng vì cá độ pizza thua liên tiếp. Anh cũng có xoay sở buôn bán thêm, dùng xe công ty chở hàng mướn, nhưng kiếm được đồng nào chỉ đủ nộp trả tiền lãi, còn nợ gốc thì vẫn y nguyên mấy năm nay. Bây giờ gặp Hải, cơ hội này chắc hẳn là một áp phe lớn nhất trong đời Thắng, bởi vì anh được cả tình lẫn tiền. Thắng nói, thằng đó ngu quá, nó dám phản bội em thì nó phải chết. Anh sẽ rửa hận cho em. Thắng rút bàn tay ra khỏi mái tóc Hải, bấu lấy vai nàng, rồi trong khoảnh khắc kéo dần xuống, đặt trên ngực nàng. Hải không phản đối. Bàn tay đen đủi của Thắng xoa nhẹ trên hai vú rồi nổi cồm cộm dưới lớp vải mỏng. Hải thì thầm, anh giúp em thì phải hết sức kín đáo nhé. Trong nỗi ngây ngất đam mê, Thắng bảo, muốn kín đáo thì chính anh phải ra tay. Hải lặng người vì sung sướng. Mấy giây sau mới dè dặt nhắc thêm, một mình anh thì làm sao nổi. Vẫn biết là anh cao lớn hơn ông ấy, nhưng mà muốn chắc ăn thì... Thắng ngắt lời, muốn chắc ăn thì anh gọi thêm thằng Tố. Thằng này là đệ tử ruột của anh, trước ở tù chung với anh. Hồi trong tù nó đau gần chết, anh cứu mạng nó mà. Thành ra bây giờ nó mắc nợ anh bảo gì nó cũng phải nghe. Hải ngóc đầu lên hôn vào má và cổ Thắng, chạm vào lớp râu lởm chởm cứng như bàn chải sắt. Mùi mồ hôi, mùi thuốc lá làm Hải khó chịu, nhưng nghĩ đến cái đích sắp đạt được, Hải tạm quên tất cả để làm vui lòng Thắng. Nàng nghiêm trang bảo, chuyện này chỉ có mình em với anh biết thôi anh nhé. Anh đừng kể cho chị Nhàn biết, chị Nhàn mà biết thì hỏng việc đấy. Thắng gật đầu, dĩ nhiên rồi, đời nào anh nói cho bà ấy biết. Hải sung sướng muốn liệm người. Nàng từ từ ngồi lên, tựa lưng vào vách và nhấc đầu Thắng đặt trên đùi mình. Nàng cúi xuống nhìn khuôn mặt xương sầu của ông anh rể và nói rõ những chi tiết mà nàng đã sắp đặt trong đầu. Em tính thế này, 3 hôm nữa em về lại Canada. Từ nay đến đó, anh khoan, đừng có ra tay vội. Chờ em về bên kia, rồi anh hãy thanh toán ông ấy. Giết xong, anh đừng có đánh điện tín hoặc là gọi điện thoại cho em ngay nhé. Cứ làm như là anh không biết gì cả. Chờ khi nào mà báo chí đăng tin, anh mới thông báo cho em biết, cắt tờ báo gửi sang cho em. Lúc đó, dĩ nhiên, em sẽ về để để nhận xác chồng. Hải cúi gập người xuống, hôn lên đôi môi xám xịt đầy dư vị thuốc lào của Thắng và tiếp. Anh nhớ như thế, thanh toán bằng cách nào em không cần biết. Em chỉ biết đưa tiền cho anh thôi. Anh cần mua súng cũng được nữa, em sẽ đưa tiền cho anh. Tốn phí một chút nhưng mà chắc ăn. Nhưng mà anh nhớ là càng làm đơn giản thì lại càng đỡ bị lộ nhé. Thắng cũng đang tính toán kế hoạch của mình nên đáp ngay. Anh có cái xe giao hàng của công ty rất tiện. Súng ống làm gì? Em nói đúng, phải thanh toán nhanh và gọn. Càng đơn giản càng kín đáo. Anh với thằng Tố chỉ việc phạng cho nó một thanh sắt vào đầu, rồi quăng lên xe, mang xác ra xa lộ, kiếm khúc nào vắng đẩy xuống. Dễ ở chứ có gì đâu. Hải thở phào nhẹ nhõm, coi như mọi việc đã xong, coi như thằng chồng phản bội đã chết. Hai bàn tay nàng ôm lấy mặt Thắng và cẩn thận dặn thêm. Giết xong, anh phải lục túi lấy hết tiền bạc, đồng hồ. Nói chung là ông ấy có cái gì, anh lấy hết, chỉ trừ giấy tờ. Rồi anh quăng cái bóp của ông ấy bên cạnh, làm như là một vụ cướp, nhé. Thắng thấy Hải còn chu đáo hơn cả mình. Anh cảm phục đáp, anh cũng định như vậy. Hải khoan khoái lùa bàn tay vào mái tóc dính bết bụi đất của Thắng và miên man vẽ ra viễn ảnh tương lai. Nếu xong việc rồi, có lẽ em sẽ thu xếp về sống hẳn bên này, hoặc đi đi về về. Bên Canada em cô đơn lắm, mà có sống ở nước ngoài lâu thì mới thấy nhớ nhà, mới thấy cần người thân. Về đây gần gũi anh với chị Nhàn, có gì chạy qua chạy lại thì nó cũng đỡ. Em sẽ bán nhà, bán tiệm, mang tiền về, anh em mình làm ăn chung. Thắng vui vẻ phụ họa. Đúng đấy, mấy năm nay anh thấy người ta về cũng nhiều. Bên Mỹ, bên Úc người ta về mua lại hộ khẩu cũng có.
Thắng chưa dứt câu thì có tiếng lạch cạch ngoài hành lang, nghe như có ai đang xoay nắm cửa. Thắng hoảng hốt ngồi bật dậy, nhưng Hải kéo cánh tay anh và cười bảo: "Thôi, em khóa cửa rồi, mấy cô làm giường đấy mà. Sáng nay họ đòi vào dọn phòng nhưng mà em không cho, nên bây giờ họ trở lại. Mình không mở cửa, họ còn mừng nữa, khỏi phải dọn phòng cho mình." Nghe lời giải thích của Hải, Thắng tạm an lòng nằm lại. Hải cũng nằm xuống, hai người quấn lấy nhau, nhưng Hải nhất định không cho Thắng cởi quần áo. Cái phần thưởng ấy nàng định sau khi Thắng giết Nhã rồi thì nàng mới hân hoan trao tặng Thắng. Nằm thêm một lúc, Thắng nhìn đồng hồ rồi ngồi lên, thẳng chân, xỏ giày và nói: "Chắc anh phải đi đây." Hải cũng ngồi lên sau lưng Thắng, hai bàn tay ôm lấy vai anh và hỏi: "Anh đi giao hàng tiếp hay là về nhà?" Thắng vừa cột ba ta vừa đáp: "Anh giao chuyến cuối cùng rồi, giao xong anh mới ghé vào đây thăm em mà, bây giờ thì anh về." Hải nói cho có chuyện: "Công việc của anh thì cũng nhàn nhỉ, tự do nữa, làm sớm nghỉ sớm, em thích những công việc như vậy, nó không có bó buộc giờ giấc của mình." Thắng gật đầu: "Chỉ có điều là lái xe mãi cũng thấy mệt, mệt vì nắng với gió. Đã có tiền anh mua taxi chạy thì vừa khỏe vừa mau giàu. Chị Nhàn cứ bảo thế. Thôi anh về đây." Nằm ôm Thắng, thật ra Hải chẳng có một chút hứng thú nào, vì ông anh rể của nàng cả ngày lái xe và khuân vác hàng hóa dưới ánh nắng, áo quần thấm đầy mồ hôi, bốc mùi chua lét. Nhưng Hải phải tỏ ra níu kéo để Thắng hiểu rằng Hải có cảm tình với Thắng, chứ không phải chỉ hoàn toàn là có ý đồ lợi dụng. Nàng nũng nịu bảo: "Không phải đi làm nữa thì về làm gì sớm? Tưởng anh phải đi làm, chứ còn không thì ở lại đây với em một chút nữa đã." Thắng đứng dậy thở mạnh và nói bằng giọng luyến tiếc: "Anh muốn ở lại luôn đây với em chứ đâu có muốn về. Nhưng mà Nhàn dặn anh bữa nay về sớm để đưa Nhàn với tụi nhỏ lại đây đón em đi ăn cơm. Bây giờ anh về, lát nữa gặp lại vậy." Hải tụt xuống giường đến trước mặt Thắng, vòng hai tay ôm lấy lưng Thắng siết chặt và nói: "Lát nữa gặp cả nhà, em không có nói chuyện này được đâu. Ngày mai anh thu xếp đến đây với em được không? Giờ nào tiện cho anh? Anh tính kỹ đi, anh cần bao nhiêu tiền thì cho em biết, ngày mai em đưa luôn." Thắng khẽ gỡ tay Hải ra để rút cuốn sổ nhỏ trong túi áo. Anh vừa lật nhanh mấy trang vừa nói: "Để coi. Ngày mai là thứ tư đây rồi. Anh đi giao một chuyến hàng sớm ở Hàng Xanh rồi quay về Tân Bình. Như vậy thì chắc chừng độ 12 giờ trưa anh có thể gặp em. Khoảng 2 giờ thì anh lại đi giao hàng tiếp ở trong chợ lớn. Ừ, thôi cứ thế đi nhé, trưa mai 12 giờ trưa anh tới." Hải hài lòng gật đầu: "Vâng, em chờ anh. Anh nhớ nhé, đừng có cho chị Nhàn biết đó." Hai người bước dần ra cửa, Thắng nói: "Tiền thì anh chưa cần bao nhiêu, nhưng mà em cứ đưa trước cho anh độ vài trăm đô để anh dụ thằng Tố." Hải gật đầu: "Vâng, em đưa luôn cho anh 1.000, cần thêm bao nhiêu thì anh cứ nói cho em biết, miễn là anh lo tới nơi tới chốn cho em là được rồi." Trước cặp mắt ngạc nhiên của Thắng, Hải quay vào mở bóp lấy tiền mang lại cho Thắng. Thắng run run đỡ lấy, gấp vội nhét vào túi quần sau, cài nút cẩn thận. Lần đầu tiên trong đời, anh có trong tay một khoản tiền mỹ kim lớn như vậy. Hải kiễng chân lên, hôn vào má Thắng rồi mở cửa và nói: "Anh nhớ là trưa mai em chờ anh nhé." Thắng gật đầu bước ra hành lang lấm lét nhìn hai bên rồi đi nhanh ra bãi đậu xe bên hông khách sạn. Anh mở cửa xe, toan leo lên thì sực nhớ ra một chi tiết quan trọng. Anh lại trở vào gõ cửa phòng Hải. Anh vào hẳn bên trong, khép cửa lại rồi nói: "Trưa mai có thể anh không lại đây được, vì anh phải đi tìm thằng Tố đã. Gặp nó xong, anh mới tới em được. Thằng ấy thì không có gì đáng ngại, anh bảo gì nó cũng nghe. Nhất là có anh làm chung với nó. Nhưng anh cần gặp nó xem tiền bạc nó muốn thế nào. Nó lúc này đang nợ như chúa trộm. Chúng cái affair này chắc là mừng lắm. Với lại nó nhiều kinh nghiệm giang hồ hơn anh. Không có nó không được. Ngày mai em cứ chờ anh ở đây, đừng đi đâu cả. Anh gặp nó xong thì rảnh lúc nào anh sẽ đến em ngay." Hải nắm tay Thắng và nói: "Có anh thì em chả lo gì nữa. Nhưng mà em nhắc anh là đừng có để cho cái ông bạn của anh uống rượu, rồi say sưa nói tầm bậy tầm bạ, nguy hiểm lắm." Thắng cười trấn an: "Em yên chí đi, anh còn lo hơn cả em nữa."
Hải mỉm cười nhìn Thắng âu yếm, nàng ôm ghì lấy Thắng, hôn lên má một lần nữa trước khi mở cửa. Thắng tha thiết bảo, em đổi với máy bay lần nữa được không? Ở lại với anh thêm vài hôm. Nhưng Hải nghiêm trang đáp, em đã nói rồi, anh lo công việc này cho em xong, em sẽ thu xếp về ở luôn bên cạnh anh. Thắng gật đầu bước ra hành lang, bắt đầu một sứ mạng nặng nề nhất trong cuộc đời mình. Hôm sau, đúng như phỏng đoán của Hải, mới khoảng quá trưa, Thắng đã có mặt tại khách sạn. Mặc dầu đi làm, nhưng bữa nay Thắng ăn mặc sạch sẽ hơn nhiều. Áo sơ mi trắng cháo lòng bỏ ngoài quần, râu ria cạo nhẵn thím và tóc chải gọn ghẽ, không cần đội nón lưỡi trai như thường lệ. Hải đã chờ sẵn cho nên trang điểm kỹ lưỡng và chỉ mặc có mỗi cái áo thun mỏng rộng thùng thình, dài chấm mông, chế hẳn xuống một bên vai. Nàng mở cửa đón Thắng và hỏi ngay, Anh có gặp được cái ông bạn của anh chưa? Thắng ngồi xuống mép giường, quăng sâu chìa khóa bên cạnh. Hải kéo ghế ngồi đối diện, cặp giò gác lên nhau, nhưng vẫn cho Thắng nhìn thấy cả chiếc quần lót mới tinh bên trong cái áo thun. Thắng ngây ngất giang cánh tay, gọi, lại đây với anh. Hải bước tới, khẽ đẩy Thắng nằm ngửa ra giường và nàng quỳ bên cạnh. Thắng bảo, anh gặp thằng Tố rồi. Hải nằm đè lên người Thắng và hồi hộp hỏi, thế ông ấy có bằng lòng giúp anh không? Thắng vừa ôm ghì lấy Hải vừa hãnh diện đáp, anh bảo thì nó phải nghe chứ. Có điều là nó đòi 15 triệu cho riêng phần của nó, tức là 1.500 đô. Con số này dĩ nhiên Thắng nói tăng lên rất nhiều. Dù đang tận hưởng nỗi đam mê bên cạnh thân sắc ngọc ngà của cô em vợ, Thắng vẫn đủ tỉnh táo để kiếm lời thêm cho mình. Hải nói, thôi thế này nhé, em cứ giao khoán cho anh 3.000 đô. Anh với ông ấy muốn làm thế nào cũng được. Hôm qua thì em đưa trước cho anh 1.000 rồi đấy. Khi nào báo với đài nó loan tin chồng em chết, em đưa nốt 2.000 kia. Thắng sướng đến tê người và chợt hối hận vì đã nêu con số hơi nhỏ. Giá cứ đòi đến 5.000, Hải cũng sẽ bằng lòng. Nhưng thôi, chuyện tiền bạc tạm gác lại. Thắng đặt bàn tay lên mông Hải, rồi từ từ luồn hẳn vào bên trong quần lót. Hải 2-3 lần kéo tay Thắng ra, nhưng rồi cuối cùng nàng lật người nằm ngửa và nhắm mắt lại, buông xuôi, chiều ý Thắng. 3 hôm sau, Hải lên đường về Canada. Tiễn chân em ra phi trường, Nhàn áy náy muốn rơi nước mắt vì đoán là Hải vẫn đang giận mình bởi Nhàn không hỗ trợ việc Hải giết chồng. Chỉ riêng Thắng thì nhìn Hải bằng ánh mắt chứa chan, thay cho bao nhiêu lời nói ân tình. Lợi dụng lúc Nhàn dẫn 2 con vào đi tiểu, Hải và Thắng làm bộ xếp hành lý bên nhau để tâm sự. Hải nắm bàn tay Thắng và khẽ nói, về bên ấy chắc em nhớ anh lắm. Anh liệu thu xếp sớm sớm rồi báo tin ngay cho em để em quay lại gặp anh nhé. Thắng gật đầu tha thiết, em yên chí đi, chỉ vài bữa nữa là sẽ có kết quả. Anh hẹn với thằng Tố tối mai gặp nó, bàn chi tiết cụ thể. Anh hứa với em chỉ trong vòng 1 tuần lễ là xong. Anh biết chỗ ở của thằng Nhã, biết đường đi nước bước của nó mà, đâu có gì là khó. Hải lấm lét nhìn quanh rồi bấu mạnh bàn tay Thắng để thay cho lời cảm ơn. Vừa lúc ấy, Nhàn dẫn các con ra. Hải đứng dậy tiến lại và dịu dàng nói với tụi nhỏ, chuyến này dì vội quá, không đưa các cháu đi chơi được. Thôi để kỳ sau vậy nhé, qua Canada dì sẽ gửi quà cho các cháu nhé. Nhàn cảm động ôm lấy em và rơm rớm muốn khóc. Mấy hôm sau, Hải trở lại Canada, ra đón nàng ở phi trường có gã đàn ông cũng cỡ tuổi Thắng, nhưng dĩ nhiên ăn mặc trải chuốt và rất hợp thời trang, rõ ràng đã sống lâu năm ở nước ngoài. Lấy hành lý xong, chui vào xe, người đàn ông nghiêng sang hôn lên má Hải rồi nói, em đi chưa đầy 2 tuần mà anh thấy lâu quá, cứ như là mấy tháng. Hải sung sướng nói, em cũng nhớ anh lắm chứ bộ. Gã đàn ông nổ máy xe rồi hỏi, bây giờ em muốn đi ăn trước hay là đón các con rồi cho chúng nó đi ăn luôn thế? Hải cài dây an toàn và đáp, thôi mình đi ăn đi anh, kệ tụi nhỏ, lát nữa thì về đón cũng được, em mệt quá. Gã đàn ông sung sướng sang số xe. Câu trả lời của Hải rất hợp ý gã, bởi có phải con gã đâu. Vì đang ở thời kỳ tán tỉnh nhau, cho nên gã phải làm bộ săn sóc 2 đứa con riêng của Hải, chứ trong thâm sâu gã có yêu thương gì chúng. Xe chuyển bánh, gã bình thản hỏi, em nhắm có xong việc không? Hải gật đầu tự tin, xong chứ anh, em đoán chỉ độ khoảng 1 tuần nữa là có tin tức. Gã đàn ông nhếch mép cười,
Hải vui vẻ kể. Hên quá, em tưởng về là về không rồi đấy chứ. Bà chị em nhất định là không chịu giúp. Giờ chót, còn có 3 hôm nữa thì ông anh rể em lại nhúng tay vào. Gã đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông anh rể em mà lại chịu giúp em à? Hải cười tự mãn. Ông ấy ngu lắm, chả biết gì cả. Ông ấy tội nghiệp em vì cứ tưởng là chồng em mê gái, bỏ em về Việt Nam lấy vợ bé. Đâu có biết là bên này chính em cho chồng em mọc sừng, nên chồng em buồn quá phải về Việt Nam lấy người khác. Xe ra khỏi Bắc Kinh, Hải tắt nụ cười, quay sang Yêu Tư hỏi. Anh à, thế anh có chắc là chết ở Việt Nam thì hãng bảo hiểm bên này nó vẫn đền không? Gã đàn ông tặc lưỡi rồi nhấn mạnh. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chắc chắn họ đền. Em chỉ cần lấy cho được tờ giấy khai tử của bác sĩ hoặc của phường, của quận, mang sang đây nộp vào hồ sơ là được. Trường hợp mà chết vì tai nạn như chồng em á, thì cần thêm giấy phúc trình của cảnh sát nữa. Hải an tâm tiếp lời. Dĩ nhiên là phải lấy giấy chứng nhận chết vì tai nạn chứ. Bảo hiểm của ông ấy chỉ có 250.000 thôi. Chết vì accident thì mới được bồi thường thêm 250.000 nữa. Tức là mình sẽ có 250.000 để anh với em gây dựng cuộc sống mới.